Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Ngô Quang Hà nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái phương pháp cắt áo sơ mi nữ form căn bản. Form này là form body, form ôm. Form này mặc đi chơi cũng được, mặc đi làm công sở cũng được. Đó, thì chúng ta sẽ có cái số đo như thế này. Số đo các bạn nhé. Số đo ở đây dài là 60. Vai của chúng ta là 37. Ngực là 86. Có hạ ngực. Hạ ngực mình đo được là 24. Áo nam không phải đo hạ ngực nhưng mà áo nữ thì phải có hạ ngực các bạn nhé. Thì các bạn mới xác định được cái tâm ly. Và eo. Eo của các bạn là 70. Mông của các bạn là 91. Nách. Nách của bạn là đo được là 37. Nó bằng vai luôn. Và cổ đo được là 36. Đây là thông số mình đo trên cơ thể, khá chuẩn các bạn nhé. Đó. Và bây giờ cách tính cộng cử động nữa thì đây mình chia sẻ luôn. Dài không cộng rồi này. Đó. Vai cũng không cộng rồi. Rồi riêng ngực ở đây. Ngực đây cái này form mặc ôm thì đối với cái đầm ấy mặc ôm sát thì bạn vẫn phải cộng 4 xăng các bạn nhé. Còn đây là cái áo sơ mi thì bạn cộng 4 xăng ấy, thì khi mặc cài nút lên ấy, hoặc khi cử động hoặc thở mạnh ấy, thì ở phía trước này nó giữa hai cái nút ấy cài nó rất dễ hở và rất dễ bị nhìn thấy cái áo ngực của họ. Thì đối với cái sơ mi ấy, mặc ôm bạn phải cộng 6 xăng là đẹp nhất. Đó. Cộng 6 xăng là đẹp nhất đối với áo sơ mi nữ. Nam cộng 8 10 cơ. Đó, còn hạ ngực thì giữ nguyên rồi. Eo này các bạn cộng khoảng 4 xăng là được. Mông thì các bạn cũng cộng khoảng 6 tới 7, không được cộng nhỏ hơn ngực 6 tới 7 xăng. Nách thì các bạn cũng cộng khoảng 5 xăng vòng nách nguyên một vòng, cổ là cộng không cộng luôn. Đó. Vậy là chỉ có ngực, eo, mông và vòng nách là cộng cử động thôi. Đó. Ok, chúng ta sẽ thiết kế. Mình sẽ đo cái đường các bạn cách ở trong lòng cho mình khoảng 5 đến 6 xăng cho thoải mái các bạn nhé. 5 đến 6 xăng. Mép nó không được thẳng. Mép này. Bạn chừa 5 đến 6 xăng giúp mình. Đó. Và hôm nay chia sẻ mình nữa là mình chia sẻ với các bạn là cũng cộng đường tính đường giao quy luôn. Thì đây đường giao quy mình đã dùng 2 bút để cho bạn đỡ nhầm lẫn nhá. Đường giao quy của áo nữ này thì các bạn làm khoảng 1/2, 1/3 cho mình là được. Đó. Đó, đường giao quy là mình ghi mình kẻ bút đỏ nhá. Dài áo của các bạn là 60, các bạn lấy đủ 60 cho mình. Đó. Mình vẽ hai mực để khi các bạn đo không bị nhầm lẫn nhé. Bây giờ các bạn đo rộng là tính từ đường đỏ các bạn nhé. Và đường xanh là đường giao quy các bạn nhé. Đó. Đường xanh là đường giao quy. Ok, đầu tiên các bạn tính đường hạ. Hạ cổ ở đây thì các bạn lấy cổ chia cho 5 trừ đi 0.5. 36 chia cho 5 thì nó bằng khoảng 7.2 đấy các bạn. 7.25 gì đó thì các bạn trừ đi 0.5 thì còn 6.7, 6.8 thôi. Đó. Các bạn tính hết các đường hạ luôn nhé. Sơ mi nữ này hạ nhiều đường hạ hơn là áo nam nhiều đấy. Hạ nách. Hạ nách của các bạn tính luôn nhé. Hạ nách của các bạn là bằng vòng nách chia cho 2. Hạ nách bằng vòng nách chia cho 2 cộng với lại 1. Vòng nách của chúng ta là 37 chia 2 bằng 18.5 này, cộng với 1 là 19.5 này. Đó. Hạ ngực bằng 24 thì các bạn để nguyên. Đó. Hạ eo ở đây một là các bạn đo trên cơ thể của họ. Đó. Còn nếu không thì bằng vai các bạn nhé. Bằng 37 luôn. Đó. Vậy là các bạn sẽ dựng các đường thẳng này lên. Đây là nách này. Đây là ngực này. Đó. Đây là eo này. Đây là đường dài áo này. Ok, mình ghi lại cái công thức cho các bạn dễ nhớ nhé. Đường cổ bạn cũng dựng lên một đoạn luôn. Đó. Hạ cổ này bằng vòng cổ chia 5 trừ được 0.5. Còn hạ nách từ trên xuống này. Hạ nách là bằng vòng nách chia cho 2 cộng với 1 các bạn nhé. Là đường này, là đường nách này. Đây là hạ ngực bằng thông số là bằng 24 các bạn nhé. Đây mình các bạn đo từ độ dày của vai tới đỉnh cái ngực các bạn nhé. Thường thường size M khoảng 235 tới 24. Ở đây hạ eo. Hạ eo thì bằng vai.
hạ eo là bằng vai các bạn nhé. Nếu như các bạn không muốn đo thì là nó sẽ bằng vai, nó sẽ tự tỷ lệ thuận với cơ thể của các bạn. Ok, các đường hạ các bạn hết rồi nhé. Đây là hạ cổ. Hạ cổ này bằng vòng cổ trên 5-0.5 các bạn nhé. Rộng cổ cũng bằng vòng cổ trên 5-0.5 luôn, cũng bằng khoảng 6,7 gì đó, 6,7-6,8. Các bạn dựng đường vuông góc lại và nối dòng cổ với hạ cổ lại thành kích thước chéo. Bạn không muốn nối đoạn này thì nối từ góc này lên tới trung điểm thôi. Và từ trung điểm tới đây bạn chia 3 phần giúp mình. Đó, lấy 1/3 các bạn vẽ vòng cổ. Lấy 1/3 vẽ ra tới đây và kéo dài ra tầng đường giao quy luôn các bạn nhé. Đó, mình đã tính hết cái đường hạ rồi, bây giờ mình mới qua tính cái đường rộng các bạn nhé. Rộng vai, rộng vai thì bằng vai chia cho 2, các bạn trừ cho mình 0,7 đi. Vai của chúng ta là 37 chia 2 bằng 18, 5 trừ được 0,7 còn 17.8. Đó, đo từ đường đỏ ra các bạn nhé. Tất cả đo đường đỏ nhé, đường xanh là đường giao quy rồi nhé. Mình kẻ hai mực để cho các bạn không bị nhầm lẫn. Đó, còn xuôi vai ở đây sẽ bằng vai chia cho 10, các bạn cộng 0,3 với 0,5 nữa nhé. Thì vai chúng ta là 37 chia cho 10 bằng 3,7, cộng với 3 ly nữa đi, bằng tròn 4 phần. Đó, này, 4 xăng. Rồi, rộng vai xong rồi, giờ các bạn tính rộng đi. Rộng ngực, rộng ngực ở đây, rộng ngực ở đây thì bằng ngực chia cho 4 cộng với 1,5. 1,5 là cử động đó các bạn nhé. 1,5, 1/4 này nhân 4 nên là 6 xăng đấy các bạn nhé. Các bạn cộng 3, 4 xăng là dành cho đầm ôm sát thôi. Còn sơ mi thì các bạn phải cộng đến một vòng 6 xăng. Ngực của chúng ta là 86 chia cho 4 bằng 21,5 cộng 1,5 là 23 các bạn nhé. Do từ đường đỏ ra 23. Và đoạn này bạn kẻ vuông góc lên với nách luôn. Và chúng ta xác định vẽ nách này. Đường chéo nách bằng vai trừ đi khoảng 4 phân, nó bằng khoảng xuôi vai này các bạn nhé. Đường chéo nách bằng xuôi vai này, bạn nối với xuôi vai và chia đôi đường chéo này ra, bạn lại nối với nách, lại chia đôi đường này ra, bạn kẻ vào góc đối diện này, rồi lại chia đôi ra. Các bạn mà không quen thì bạn đo thước nhé, còn mình vẽ quen mình căng luôn. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, các bạn có vòng nách này. Thì nếu không quen thì bạn vẽ qua 3 điểm trước, qua 3 điểm này. Đó, và cái này bạn lật ngược thước lại. Ở cái đoạn này bạn có thể vẽ lấn xuống dưới 1-2 ly được nhé, bởi vì lát có cái ly sườn nó sẽ giật xuống cho các bạn. Đó, nách nữ phải đủ tròn như thế. Ok, rộng eo ở đây thì bằng eo chia cho 4 cộng với 3 phân ly cộng với 1 phân cử động. Eo của chúng ta là 70, 70 chia 4 thì bằng 17 năm này, cộng với 3 phân ly này, cộng với 1 phân cử động này. Đó, còn ở đây mông chia cho 4 cộng với, các bạn cũng cộng khoảng 6 xăng thôi, thì các bạn chỉ cần cộng 1/2, nhưng mà các bạn cộng 2 xăng ra, bởi vì ly lát bạn sẽ chết mất 5 ly ở đây nhé. Thì mông của chúng ta là cộng 2, nhưng mông của chúng ta là 91 chia cho 4 thì bằng 22.75, cộng với 2 phân nữa là 24.75, xấp xỉ 25 các bạn nhé. Các bạn có thể làm tới 25. Đó, làm tới 25. Và sa vạt của các bạn thì các bạn làm tùy, 3, 4 hay 5 thì tùy. Ở đây mình làm 4 xăng cho các bạn nhé. Đó, sa vạt này là 4 xăng. Và giờ các bạn nối từ eo lên tới, nối vào ngực các bạn, không nối vào nách nhé. Đó, ở đây mình nối đường mờ thôi. Đó, và nối từ đây vào eo luôn. Đoạn này bạn chia làm 2 phần cho mình. Từ đây đến đây này, bạn vẽ đính một đường cong vào ra mình 5 ly. Mình đang để thước ở điểm khoảng 35. Đoạn này bạn đánh cong đi vào, đoạn này bạn đánh đi vào nhé. Đoạn này bạn đi ra nhé, để cho nó ôm cái hông. Đó, bạn đánh lượn vào một tí thôi. Từ đây dừng lại, bạn lật ngược cái thước lại, bạn đánh cong ra. Mà không có thước thì bạn này cố gắng đánh tay nhé. Đó, nó lượn như vậy để nó ôm cái dáng. Còn đối với cái line này, bạn cũng chia giúp mình làm 3 phần. Và nối phần đầu tiên với đường sa vạt. Và cái này bạn cũng chia làm 2 phần đây. Đánh đi lên và đi xuống. Đó, đánh lên ít
lên xuống ít thôi các bạn nhé, khoảng 3 ly cũng được. Đó, bạn xoay cái thước đánh vọng xuống cho mình. Đó. Và bạn vẽ xong cái thân. Và bây giờ các bạn xác định cái ly này. Ly ở đây, ở phía ngực này thì bằng ngực chia cho 10. 86 chia 10 bằng 8,6. Ở phía dưới này ly của chúng ta là làm nghiêng các bạn nhé, không làm thẳng nhé. Nghiêng nó sẽ tạo theo dáng. Đó, và cái ly nghiêng ấy, thì là cái vải nó hơi xéo, thì khi chiết ly ủi ra nó đỡ bị nhăn các bạn nhé, nó có độ giãn nhất định. Ở đây là ngực chia cho 10, ở đây ngực chia cho 10 cộng 1,5. Tức là 8,6 cộng 1,5 là bằng khoảng 10 cm. 10 cm, nối từ điểm này tới điểm này. Đó. Eo này thì các bạn cộng 3 cm thì mỗi bên sẽ là 1,5 cm. Đó. Chiết cách tâm ngực này là 1,5 các bạn nhé, không được chiết sát tới ngực nhé, cách 1,5. Đó. Và các bạn có thể kẻ thẳng như vậy. Đó. Đối với áo nam thôi, áo nữ thì bạn không nên làm như thế. Áo nữ thì bạn hạ thêm cho mình vào đường chân ngực nữa, từ ngực xuống nhé, bằng khoảng ngực chia cho 10 trừ đi 1. 86 chia cho 10 trừ đi 1 khoảng 86 chia cho 10 bằng 8,6 trừ 1 bằng 7,6, 7,5 được các bạn nhé. Đoạn này này, đó. Thì các bạn cố gắng này. Đoạn này là 1,5 thì đoạn này các bạn cho mỗi bên cho mình 1/2 à. Chiết nó lớn ra để cho nó ôm cái chân ngực lại các bạn nhé. Các bạn có thể vẽ. Đó. Đoạn dưới này bạn kẻ thẳng luôn. Rồi cái line này luôn. Đó. Thì khi chiết cái đoạn mông của bạn này nó sẽ lớn hơn 5 ly thì nãy mình đã cộng bù đây rồi các bạn nhé. Đây là cái ly cái phần này này. À, phần này là phần chân ngực, khi các bạn chiết nhiều lại thì nó sẽ ôm chân ngực, ngực sẽ nảy lên các bạn nhé. Và cái này là form body thì các bạn phải có ly sườn. Ly sườn cách ngực này các bạn khoảng 5 cm cho mình. Cách khoảng 5 cm. Các bạn nối thẳng vào tâm ngực cho mình. Đó. Và chiết là cố gắng cách cái tâm ngực này ít nhất là 2 cm. Tới 2,5 cm. Đó. Cái ly sườn này, độ rộng của ly sườn ấy, thì nếu bạn muốn mặc ôm sát luôn, không bị dư, tức là sạch đấy, sạch như mấy áo dài ấy, thì bạn phải làm là ngực chia cho 20, tức là khoảng 4 cm, 4,5 cm thì mới ôm sát sạch sẽ được. Nhưng mà sơ mi nó không cần như vậy, nó phải rộng hơn, thoải mái hơn một chút. Thì bạn chiết khoảng 3 cm, mỗi bên là 1,5 cm là được rồi. Mỗi bên là 1,5 cm là được. Đó. Và bạn kẻ từ điểm này tới cạnh dưới của ly trước. Và cách vẽ cạnh trên này là bạn đo cái cạnh ly dưới này là 12 cm này, bạn xoay cái thước lên đủ 12 cm, bạn nối lại với nhau lấy điểm này, chứ không phải điểm này các bạn nhé. Tức là hai cạnh ly này phải làm sao bằng nhau, và nối từ cạnh ly này qua cái điểm ngực này, nối từ cạnh ly trên này qua điểm ngực và kéo thẳng lên nách các bạn nhé. Và các bạn phải chặt bớt đi khoảng 3-5 ly đấy. Đó. Và kéo dài ra tâm ly này, và nối từ cạnh tâm ly này xuống cạnh ly dưới. Cái này hơi khó vẽ các bạn nhé. Ok, còn đường cộng đường cuốn nẹp này. Đường cuốn nẹp. Đường cuốn nẹp của các bạn là 2,5 phân. Đó, bạn cuốn thêm 1,5 phân nữa là 4 phân. Tuy nhiên là nếu bạn muốn gấp 2 lần thì 2,5 phân nhân đôi là 5 phân. Nhưng mà mình ít khi làm như thế, cuốn khoảng 1,5 phân là ổn rồi. Thì các bạn cộng khoảng 4 phân thì 4,5 phân nữa là được. À, các bạn cuốn 2 phân đi ha, nẹp là 2,5 phân này, cuốn 2 phân nữa là 4,5 phân ha. Đó, 4,5 phân. Cho thoải mái cuốn một chút xíu. Về đoạn line này thì bạn chỉ cần kéo dài ra nè. Còn đoạn này thì bạn muốn cắt vuông góc lên cũng được, không thì các bạn có thể cắt chéo như vậy. Cắt vách đây. Đó. Bạn vẽ cao hơn chút xíu để cuốn vào nó không bị hụt nhé. Đây là các bạn thân liền và chiết ly. Còn lát các bạn muốn bổ mảnh thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bổ mảnh luôn. Đóng ly sườn, mở ly nách nhé. Bây giờ mình cắt ra cho các bạn này. À, đường may, đây là đường thành phẩm hết các bạn nhé. Đường may lát mình sẽ hướng dẫn các bạn cộng đường may sau. Đường may của sơ mi nữ này trung bình là 1 phân hết các bạn nhé. Chỉ có vòng cổ là cộng khoảng 7-8 ly thôi. Cái này bạn cắt đường trong các bạn nhé. Còn đây mình có thể hướng dẫn các bạn cách cắt như thế này. Bạn xếp hai cái ly này lại với nhau, bấm vào cạnh dưới này. Đó.
bạn xếp bên cạnh đi trên này. Đó, bạn cắt này, nó tự khớp này, các bạn thấy không này? Đó, đó, tự khớp thì nó y chang cái đường vẽ của mình. Nếu bạn nào mà không hiểu cách vẽ thì xếp lại hãng cắt nó sẽ chính xác hơn. Đó, đây là cái thân trước của các bạn nhé. Đây là thân trước của các bạn, và bây giờ các bạn cắt thân sau. Thân sau thì các bạn vui lòng gập đôi lại cho mình nhé. Gập đôi tờ giấy lại. Rồi, khi ướm lên này, các bạn lưu ý nhé. Khi ướm lên là ướm trên đường đỏ này nhé, là đường tâm áo này nhé, chứ không phải đường giao quy các bạn nhé. Rồi, ướm đúng cái đường đỏ này lên này, thật chính xác. Đó, lấy cái này giúp phụ các bạn. Các bạn sao lấy đường rộng mông này, đó, đường lai này. Đoạn này các bạn có thể vẽ luôn. Đó, eo này, ngực này, đây là nách này. Đoạn này xéo rồi các bạn phải bù lên 5 ly nhé. Đó, eo này, vai trước này, đây là chiều dài. Ok, như vậy thôi. Bạn sao qua cho mình nhé. Kẻ đây này qua này, đường ngực bạn kẻ thẳng qua cho mình, ngực kẻ thẳng qua. Eo thì các bạn không cần hạ thêm, đầm ấy thì các bạn cần hạ, còn sơ mi thì bạn không cần hạ thêm nhé. Eo trước bằng eo sau luôn được, để nguyên như vậy. Đó, đây là mông này, đây là đường dài áo này. Đó, thì dài áo là vai sau ấy, thân sau rộng lên 2 cm, rộng vai lên 2 cm. Đó, từ đây dùng 2 xăng nhé. Đó, và đây là đường nách này, đường nách này mình chỉ lấy dấu một điểm đây cho các bạn thôi. Nách sau hạ thấp hơn nách trước cho mình 1,5 cm các bạn nhé, hạ thấp hơn cho mình 1,5 cm, chứ không phải bằng nhé, hạ thấp hơn 1,5 cm. Và đoạn này là thẳng này, nách sau hạ thấp hơn nách trước là 1,5 cm, là từ đây xuống này. Đó, à, đấy là nằm ở đây này, thấp xuống 1 cm này. Còn rông vai lên là rông 2 cm các bạn nhé, rông trên 2 cm. Và bây giờ mình vẽ nốt cái phần sườn của thân sau. Đó, cái đoạn này nó hơi gãy góc này, các bạn chỉ cần đồ cho mình tí thôi, hay là cắt khi các bạn đồ nhẹ 1 ly 2 ly, nó sẽ thẳng ra. Ok, rộng vai sau, thân sau không được tính rộng cổ các bạn nhé. Rộng vai này thì sẽ bằng vai chia cho 2 và cộng 0,7, vai trước đã trừ rồi, 18,5 cộng với 0,7. Đó, và xuôi vai cũng bằng vai chia 10 cộng 0,3, 4 phân bằng vai trước luôn. Và các bạn khớp với cái vai trước nhé, khớp ở đây cho mình, bạn xoay lên khi nào chạm phần này. Đó, thì đây sẽ là phần rộng cổ của thân sau luôn. Đó, nối với nhau, tức là đoạn này phải bằng đoạn này, tức là vai sau và vai trước phải khớp nhau. Và hạ cổ sau thì các bạn hạ cho mình 3 cm. Thay vì kẻ vuông góc như vậy thì bạn chích kích thước lên trên một tí cho mình nhé, nghiêng lên trên một tí, mong cổ sẽ đẹp hơn. Bạn có thể vẽ tay hoặc là lấy kích thước hỗ trợ mình vẽ cái vòng cổ cho nó đẹp. Ok, vẽ cái nách thân sau. Đường chéo nách thân sau là bằng vai trừ đi 3 cm, ít hơn thân trước 1 cm các bạn nhé. Chéo nách thân trước 4 cm thì thân sau chỉ có 3 cm thôi. Đó, nối với xuôi vai, và chia 2 phần này ra, lại nối với nách này, lại chia 2 cái phần này ra, các bạn nối với góc đối diện, và lại chia làm 2 phần, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, các bạn có vòng nách. Ở đây mình có thể vẽ 2 lần, vẽ cái nách bên dưới, 3 điểm bên dưới trước, vẽ nốt phần bên trên. Đó, bạn đã có vòng nách. Bây giờ sườn thân sau này các bạn không được lấy từ điểm này nhé, mình chỉ sao thôi. Đó, và bây giờ các bạn phải khớp sườn
khi xếp cái ly sườn này lại này, đó, nó sẽ như thế này. Thì bạn khớp từ điểm này, đó, bạn lăn ra đây. Đó, nó sẽ nằm ở đây. Vậy thì là sườn song nằm ở đây. Và ở đây cũng phải cao lên so với trước là 2 xăng. Ở đây lên 1 xăng rồi, thì đây phải lên 2 xăng các bạn nhé. Ở phần này thì bạn chỉ cần kẻ một đường cong vòng cung nhẹ xuống dưới thôi, không cần lượng như thân trước nhé. Đó. Và bây giờ cách xác định ly cho thân sau này, các bạn chia đôi cái phần này cho mình 1 năm và giật về bên trong vào cho mình 1 xăng. Đây sẽ là bao nhiêu đây? Khoảng 11 đi. Thì ở dưới này sẽ là 12 chứ 12 các bạn nhé. Như một phần nối hai cái này lại với nhau. Đó. Và ly của thân sau này 3 phân thì mỗi bên cũng sẽ là 1 phần rưỡi. Thân sau thì bạn kẻ thẳng luôn cho mình, kẻ chớm tới nách thôi nhé các bạn, có cách 5 ly thôi. Kẻ thẳng luôn, không cần phải làm cong như thân trước, bởi thân trước có ngực. Mỗi bên này là 1,5 các bạn nhé. Đó. Và cái này, phần này cũng nối thẳng xuống, xuống lai luôn. Đó. Kẻ thẳng tới lai. Ok, vậy là các bạn đã xong thân xong. Giờ mình kiểm tra cái vòng nách nha. Kiểm tra vòng nách này. Nách thân trước này là 20. Đo tiếp tục ở con số 20 ở cái nách sau, đo lên 42. Mà nách của chúng ta là 37. 42 trừ đi 37 thì vừa bằng 5 phân. Quá đẹp các bạn nhé. Vòng nách 5 xăng. Đó. Cử động vòng nách là 5 xăng. Đó. Bây giờ mình cắt ra cho các bạn này. Tất cả đây là dập thành phẩm các bạn nhé. Rồi các bạn ướm lên vải, bạn cộng đường may lên thì nó sẽ chính xác hơn. Còn quá trình thiết kế mà cộng đường may nó thì hơi cực cho các bạn. Nay sau cần cắt vòng cung như vậy thôi các bạn nhé. Thân sau, thân trước này. Thì ở đây mình làm thân vẽ tay xong mình sẽ hướng dẫn các bạn cộng đường may luôn nhé. Giờ các bạn làm tay này, thiết kế tay. Tay thì bạn gập đôi cái tờ giấy này lại giúp mình. Còn phương pháp cổ áo thì các bạn sẽ xem cái đường link bên dưới nhé. Mình sẽ chia sẻ cái cổ áo ở một cái video riêng. Đưa vào đây thì nó hơi dài các bạn nhé. Bắp tay của bạn này, bắp của các bạn thì là đo trên cơ thể sẽ được 27. Còn dài tay thì các bạn cắt khoảng 52 là được rồi. Dài tay khoảng 52. Còn cửa tay các bạn tự tính. Đó, cửa tay lát mình sẽ có phương pháp tính cho các bạn. Ok, dựng một đường dài tay này khoảng 52. 52 cm. Các bạn dựng một đường lại. Măng xét của nó cũng từ 5 tới 6 xăng, mình hay làm 6 xăng. Bạn măng xét. Đó. Ok, cử động bắp thì cử động bắp nếu bạn cắt áo ôm sát thì bằng bắp chia cho 10 bằng 2,7 3 phân thôi. Đó. Nhưng mà mình thường thường là mình cộng cái bắp này khoảng bắp chia cho 10 cộng thêm 1 nữa, 1 đến 1,5 nữa. Đối với áp bắp sơ mi các bạn làm 16 là đẹp. Size M tức là bắp cộng khoảng 27 này. Các bạn cộng khoảng 4 đến 5 phân nữa. Tức là bằng 32 đấy. 32 chia 2 thì bằng 16. Bắp tay của nữ size M khoảng 16 là vừa. Đó. Và đường chéo nách của các bạn bằng vòng nách chia 2. Vòng nách chia 2, vòng nách của chúng ta là 42 chia 2 bằng 21 trừ đi 0,5 các bạn nhé. Còn 25 thì lấy con số 25 này đặt đúng vào cái điểm đỉnh này. Các bạn xoay khi nào nó chạy thì các bạn dừng lại. Đó, các bạn nối lên đây. Và chia làm 3 phần. Đó, chia làm 3 phần. Phần dưới này bạn xuống cho mình 1 phần, phần này lên cho mình khoảng 2 phần nhé. Tức cong sẽ hỗ trợ cho các bạn. Không thì bạn có thể đổ tay. Trước mình hay vẽ tay nhưng mà có thước thì nó đỡ hơn rồi. Đó, bạn xoay cái thước luôn, vẽ lên trên. Đây là cách vẽ tay ra là đủ luôn, không chỉnh sửa các bạn nhé. Đó, còn các bạn mà tính hạ mang tay này
thì các bạn thiết kế là một là thừa hai là thiếu sẽ phải chỉnh sửa đó. Các bạn chỉ tính đơn giản là cái đường chéo này bằng 1/2 bóng nách trừ đi 5 ly, thì cái đường cong này các bạn nó sẽ tạo cho chúng ta 5 ly nữa, là cái nách vừa khớp luôn, không thừa không thiếu các bạn nhé. Đó, mình kiểm tra cho các bạn luôn này, đo từ đây đến đây này, nó sẽ là 21 đó, 21 các bạn nhé. Còn tay trước các bạn sẽ thiết kế sau. Ok, cửa tay này thì mình đã có cái phương pháp cho các bạn rồi. Nếu như không cho thì bằng vai chia cho 4 cộng 0,5. Vai của chúng ta là 37 chia cho 4 thì bằng bao nhiêu ạ? 37 chia 2 thì bằng 18.5. 18.5 chia được 9,25 cộng với 0,5 nữa, 9,25 cộng 0,5 nữa là 9,7, cộng với 1 phân giao quy nữa là khoảng 10,7, 11 phân đi các bạn nhé, 11 phân nhỏ của Nam cộng 1 xăng này. Đó, cộng một đường giao quy nữa tức là 11 xăng. Vai chia cho 4 cộng với lại 0,5 rồi cộng với 1 phân giao quy nữa tức là bằng khoảng 11 xăng. Đó, mang xét nữ thường là vuông, hai là chặt góc chứ không có làm tròn như nam các bạn nhé. Và nếu như semi nữ bạn không muốn xếp ly thì bạn kẻ thẳng đây luôn, còn nếu muốn xếp ly thì bạn cộng khoảng 5 ly đến 1 phân, bạn cộng 1 phân là thành 2 phân rồi các bạn nhé, bởi vì nửa vòng là 1 phân đó. Và cũng tương tự đánh võng cho mình khoảng 5 ly, 5 tới 7 ly đều được để cho nó ôm cái bụng tay đó. Còn trụ cũng ở sẽ cái tay sau này, hoặc là họ sẽ làm tay nữ, họ có thể là ăn gian vào cái đường may này luôn, nhưng mà nó sẽ không đẹp, tùy các bạn nhé. Sẽ ở đây hay là ăn gian cái đường sườn tay thì tùy các bạn. Mình cắt cho các bạn. Mang xét khi thiết kế này, khi cắt phải cắt thế này các bạn nhé, thay ngược lại cho mình này. Đó, mang xét này 1 là nhân 4, còn 2 bạn mở ra thì sẽ là nhân 2 nhé. Mà để nối thì mang xét thường thường nữ sẽ làm liền đấy, bung ngoài ra đấy các bạn, 6 phân bung thành 12 phân đấy thì sẽ thành nhân 2 các bạn nhé. Còn để nguyên nối vậy thì bạn sẽ nhân 4 đó. Còn đây là tay này, tay áo sẽ nhân 2 giúp mình, và các bạn đẩy lùi lại 7-8 đi. Bạn vẽ cho mình cái tay, tay trước ở đây. Đó, bạn sẽ cắt cái tay trước. Tiếp theo sâu hơn khoảng 7-8 đi. Ok. Đó, tay sau bạn có thể bấm 2 bấm, tay trước bấm 1 bấm. Sau này, trước này. Đó, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cộng đường may cho nó này. Đối với sơ mi nữ thì rất ít khi cuốn, đa số nó bắt sổ đấy các bạn nhé, thì tất cả là cộng 1 phân cho mình hết. Đó, cộng 1 phân, tất cả mang xét là cộng 1 phân cho mình hết, 1 phân đó. Và cái nẹp này các bạn có cộng đường cuốn rồi thì không còn cộng nữa, cổ là cộng 0,7 thôi, vai 1, nách 1, sườn 1, riêng lai là 1,5 để cuốn đó. Thân sau là cũng vậy, cổ sẽ là 0,7, vai là 1, nách là 1, sườn là 1, lai là 1,5. Đã, các bạn cộng đường may. Đây là cái form áo sơ mi mặc rất là ôm, rất là đẹp các bạn. Đó, form mặc đi làm hay là đi chơi đều được hết, rất là dễ phối đồ. Còn bây giờ các bạn nếu muốn bổ mảnh ra, đó, giả sử đây là cái thân liền các bạn nhé. Bây giờ các bạn muốn làm dạng một form bổ mảnh ra thì đây, giả sử thân trước, đóng cái ly sườn này lại, mở lên ly nách các bạn nhé, thì các bạn vẽ cho mình một đường cong lên, mổ các bạn trưng thường thường chia đôi nách cho mình nhé. Đó. Ví dụ bổ lên nách. Đó. Còn khi chuyển ly thì bạn phải kẻ cái này tới tận tâm ly luôn nhé. Kẻ hai cái cạnh ly này tới tận tâm ly luôn. Đây coi như là một cái áo thân liền rồi các bạn nhé. Đó. Chỉ chiết ly thôi, chiết và bây giờ các bạn muốn tách mảnh ra. Thì đóng cái ly này lại. Các bạn sập cái ly sườn này lại. Đó. Đóng lên là và cắt cái này ra thì nó sẽ thành bộ mảnh. Đó, đối với phần này thì bạn đừng cắt y chang vậy, bạn cua làm sao cho nó không được gãy nhé. Đó, ok, đây thân trước nhân 2 này, đây là sườn nhân 2 này, các bạn cắt cái sườn ra,
Nên tới phần này thì bạn cắt đẩy ra ngoài cho 1-2 ly để các bạn ôm tròn cái chỗ ngực này, đừng để đấy các bạn nhé. Đó, sẽ như vậy. Ok chưa nào? Đó. Đây là sườn nhân 2. Hai lần này bạn cũng cộng 1 phân nhé. Thân trước nhân 2. Đó, sườn thân trước, thân trước. Thân sau thì bạn bổ mảnh tương tự như vậy. À, bạn muốn bổ mảnh hay không còn bổ thì đây. Bạn cũng chia lên cái phần chia đôi nách như này. Bổ giúp bệnh nhân đây. Đó. Và bạn cũng cắt ra. Cộng 2 đường may cho cái đường bổ này là 1 xăng. Bạn chỉ cần một lớp thôi đúng không nào? Bỏ lớp dưới đi nhé. À, lát này các bạn cắt nhân 2 miếng là được. À, các bạn cắt đẩy ra 1-2 ly để cho nó tròn một tí, đừng để gãy. Mà sườn khi cắt xong khớp xong là phải khớp các bạn nhé. Sườn xong phần trước là phải khớp các bạn nhé. Đó. Ok, đây là cái sơ mi bổ mảnh của các bạn. Tức là thiết kế một sản phẩm mà được hai sản phẩm luôn. Đó, phát triển ra sản phẩm tương tự. Ok, còn cái video cổ thì các bạn là cách làm cổ các bạn xem ở video bên dưới. Đó. Và các bạn thắc mắc gì thì các bạn sẽ bình luận bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời một cách đầy đủ nhất. Và các bạn là giúp mình có động lực làm những video tiếp theo thì các bạn là giúp mình là like, share và subscribe cho mình nhé. Chúc các bạn thành công.